Là sự kiện xúc tiến thương mại đầu tiên trong năm 2023, hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1 năm 2023 dưới hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì đã thu hút sự tham gia của 500 đại biểu đại diện cho các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Chương trình hội nghị lần này bao gồm hai phiên chính, phiên 1 dành cho đại diện các thương vụ Việt Nam tại Canada, Mexico, Hồng Kông, UAE, thông tin về những diễn biến mới nhất ở thị trường sở tại, cũng như các chính sách, quy định thay đổi trong thời gian gần đây. Phiên 2 dành cho đại diện Hiệp hội, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch các tỉnh, thảo luận về những khó khăn, thuận lợi, đề xuất nhu cầu hỗ trợ và các sáng kiến liên quan đến việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu trong năm 2023 với các thị trường nước ngoài của các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp. Canada cũng tham gia rất nhiều vào các cái hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương khác nhau. Vì vậy là có nhiều đối thủ cạnh tranh cùng mặt hàng và lợi thế về thuế quan, nên hàng hóa của Việt Nam dễ bị thay thế, kể cả khi đã vào được thị trường. Ngoài ra cũng có nhiều những yếu tố không hỗ trợ các khả năng tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta sang địa bàn khác, ví dụ như là yếu tố lạm phát và suy thoái kinh tế hiện nay. Thì trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác lợi thế mà Hiệp định CPTPP mang lại, giúp gia tăng xuất khẩu các mặt hàng chúng ta vốn có thế mạnh vào thị trường như dệt may, da giày, nội thất bằng việc tổ chức các đoàn về nước mua hàng, các hoạt động xúc tiến giao thương trực tuyến, các hội thảo phổ biến cách thức khai thác lợi thế của Hiệp định cho hai bên doanh nghiệp. Đối với ngành công thương thì cũng xin báo cáo đồng chí là có hai cái hoạt động lớn. Đó là cái hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023. Tại cái buổi giao ban ngày hôm nay thì chúng tôi rất là mong muốn là quý vị đại biểu các cái hiệp hội ngành hàng, các cái hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và đại diện cho các cái sở công thương, các cái sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh thành phố thì quan tâm đến sắp xếp và đến tham dự các hoạt động của lễ hội, cũng như là giới thiệu đến các cái doanh nghiệp, các cái nhà nhập khẩu cà phê ở các cái nước biết cái thông tin về lễ hội và đến tham dự lễ hội, đặc biệt là đến tham dự cái hội nghị quốc tế kết nối giao thương trong cái khuôn khổ lễ hội cà phê của tuần lần thứ 8 để cái hội nghị diễn ra thành công và đạt cái kết quả như mong muốn. Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam tháng 1 năm 2023 ước đạt 46,60 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 25,08 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 21,48 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại đạt thặng dư 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn khó khăn, tăng trưởng xuất khẩu của nhiều quốc gia sụt giảm, tuy nhiên, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 1 năm 2023 tiếp tục vượt qua khó khăn và duy trì được mức tăng trưởng là tín hiệu tốt để Việt Nam hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 6% trong năm nay so với năm 2022. Thì trong năm 2022 là chúng tôi đã xúc tiến và xuất khẩu được thành công, tuy chưa nhiều nhưng sang được thị trường Pháp thông qua cộng đồng người Việt vào hệ thống siêu thị của người Việt Nam tại Pháp. Và chúng tôi cũng đã sang Thái Lan, thì cũng là một cơ hội để cho hàng của Việt Nam được vào các kệ hàng của siêu thị người Việt tại Thái Lan. Năm 2023 là một cái năm khởi đầu rất thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp về nông sản chế biến. Và chúng tôi cũng mong muốn thông qua hội nghị của Bộ Công Thương cũng là một nơi để cho các doanh nghiệp được gặp gỡ được các thương vụ của Việt Nam tại các nước, giúp cho các doanh nghiệp tìm kiếm được những cơ hội, cũng như là biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm mình để khi tham gia làm xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Được biết, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Cục Xúc tiến Thương mại thực hiện qua 7 lần tổ chức đã góp phần đồng hành cùng các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cả về ngành hàng, sản phẩm và mở rộng thị trường. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Chúng tôi đề nghị là các cơ quan chức năng thuộc bộ và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, cũng như là các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ấy, thì cần phải tổ chức nghiên cứu quán triệt thật là sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chiến lược, kế hoạch và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Cái điều quan trọng nhất ở đây là các thương vụ phải tiếp tục thu thập thông tin, rồi là tiếp tục có những cái sự khuyến nghị đối với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước và khuyến nghị đối với các hiệp hội, ngành hàng rồi là các doanh nghiệp để có những điều chỉnh phù hợp trong chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình.